lần một viên lúc bụng đói quý vị nha. Cách sử dụng rất là dễ dàng, áp dụng cho nhiều đối tượng. Một bí quyết để chúng ta có thể có một vóc dáng thon gọn hơn, cũng như là một hình thể khiến chúng ta tự tin hơn quý vị các bạn à. Nếu như các chị em phụ nữ mình và cả nam giới nữa vẫn đang lo lắng mỗi ngày về vóc dáng nè, về cân nặng của chúng ta đang dần tăng lên và những cái đường cong trong cơ thể nó không còn đẹp mắt như trước đây nữa, thì giờ đây các chị em mình nên đó là có một cái chế độ ăn uống hợp lý nè, luyện tập thể dục thể thao đều đặn và sử dụng viên hỗ trợ giảm cân Centrum Slim Biotin rất là đơn giản dễ dàng. Với những thành phần từ thảo dược thiên nhiên, quý vị các bạn chúng ta có thể là yên tâm để uống vào trong cơ thể của mình. Khi mà chúng ta có cân nặng tăng lên thì mình nghĩ rất là nhiều cách khác nhau để có thể giảm cân. Một chế độ tập luyện hợp lý đó là điều mà ai cũng nghĩ đến khi mà chúng ta áp dụng để có thể giảm cân. Tuy nhiên không phải là ai cũng có thời gian để có thể là tập luyện đều đặn thường xuyên và giảm cân cho mình. Còn về việc là chúng ta giảm cân bằng cách là chúng ta ăn kiêng thì như thế nào? Đối với giảm cân bằng cách ăn kiêng thì nếu như mà quý vị và các bạn áp dụng một cách khoa học thì mình có thể giảm được cân nặng. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhịn ăn một cách hà khắc nè, giảm cân là không ăn bất kỳ một loại thức ăn nào vào trong cơ thể của mình, hạn chế lượng thức ăn đi vào trong cơ thể của chúng ta, thì những chị em của mình nó sẽ thấy là trên da của mình nó dường như là không được tươi sáng lắm nè, bởi vì chúng ta không bổ sung đầy đủ lượng chất dinh dưỡng cũng như là các loại vitamin cần thiết vào trong cơ thể của mình. Vậy chương trình ngày hôm nay là một giải pháp để giúp chị em phụ nữ của chúng ta vừa vẫn có thể là thưởng thức những món ăn hàng ngày mà mình yêu thích, vừa vẫn có thể là có một cân nặng như ý muốn, đó chính là sử dụng viên hỗ trợ giảm cân đến từ thương hiệu Centrum Slim Biotin. Hồng Mỹ nè, Phùng Yến nghĩ là cái cách mà để chúng ta giảm cân hiệu quả là chúng ta phải kết hợp rất là nhiều những cái yếu tố, và chúng ta có thể là duy trì những cái yếu tố này trong một thời gian dài. Tất nhiên không phải là một sớm một chiều thì chúng ta có thể là giảm đi một cái lượng cân nặng đáng kể nè, không phải trong một sớm một chiều đó mà cơ thể của chúng ta bỗng trở nên thon gọn. Chúng ta phải cố gắng thật là nhiều các chị em nha. Và với những cái viên hỗ trợ thì có thêm một cái cách thức nữa để đồng hành cùng chúng ta và tạo thêm những cái hiệu quả cho chúng ta trong cái quá trình giảm cân. Tất nhiên là mình phải kết hợp với một chế độ ăn uống hợp lý nè, cũng nên luyện tập thể dục thể thao đều đặn nữa để những vùng trên cơ thể của chúng ta đều được hỗ trợ trở nên thon gọn hơn, giảm lượng cholesterol trong máu cũng như là cơ thể của chúng ta sẽ săn chắc và mình thấy tự tin hơn rất nhiều, không mẹ nhé. Phụ Miến thân mến, khi mà chúng ta làm việc rất là nhiều thì cơ thể của mình không có thời gian để chúng ta vận động nhiều nè. Bên cạnh đó thì thời gian mà buổi trưa chúng ta không có thời gian để về gia đình của mình dùng bữa thì mình thường là ăn những cái loại thức ăn nhanh, và khi mà ăn những cái loại thức ăn nhanh như vậy thì tích tụ những cái phần mỡ thừa vào bên trong cơ thể của mình, vùng bụng nè, bắp tay bắp chân của chúng ta sẽ cảm thấy là có quá nhiều mỡ thừa. Đặc biệt là đối với chị em phụ nữ của mình, khi mà chúng ta ăn nhiều chất béo vào trong cơ thể của mình mà ít vận động chẳng hạn, chế độ ăn không có nhiều rau củ thì mình sẽ thấy là cơ thể của mình dường như là tăng cân lên nè và nặng nề hơn. Lúc đó thì chúng ta cảm thấy rất là lo lắng nè, chúng ta sẽ sợ là mình không còn mặc vừa vào những cái bộ quần áo đẹp của mình nữa. Quý vị và các bạn lúc đó sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng, và Hồng Mỹ thấy là điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến khi mà mình áp dụng quá trình giảm cân đó chính là tập luyện thể dục thể thao. Điều này rất là tốt cho tất cả mọi người. Nếu như mà quý vị và các bạn có một chế độ tập luyện đều đặn hàng ngày thì cần